Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó sẽ là những loại sinh tố giúp giảm cân giữ dáng mà lại đẹp da. Với chị em phụ nữ việc giảm cân giữ dáng mà da lại đẹp luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. À, phải làm như thế nào để khi mà chúng ta ăn nhiều nhưng chúng ta dáng vẫn đẹp, thậm chí là không có lượng mỡ thừa trong cơ thể. Và dưới đây sẽ là những loại dinh tố giúp các bạn có một vóc dáng hoàn hảo hơn. Cái tên đầu tiên trong danh sách này đó chính là sinh tố dưa lưới bạc hà, chỉ với 92 calo, đồng thời là giúp giảm cân hiệu quả. Đây là một trong những loại sinh tố được rất nhiều chị em phụ nữ áp dụng. Loại sinh tố này có chứa chất chống oxy hóa đủ ngọt để thỏa mãn cảm giác thèm ăn và giúp kiểm soát cơn thèm ăn rất hiệu quả. Quả dưa bổ sung chất xơ và làm ngọt tự nhiên cho sự pha trộn lành mạnh. Ngoài ra, bạc hà còn hỗ trợ tiêu hóa và chống đầy hơi. Thứ hai đó chính là sinh tố chuối và cà phê. Loại sinh tố này thì thúc đẩy quá trình tiêu hóa, đồng thời là giúp cho chúng ta được bổ sung các dưỡng chất cần thiết, cũng như việc là giảm cảm giác thèm ăn vô cùng hiệu quả. Loại sinh tố này giúp bạn tràn chế năng lượng để tập luyện cật lực tại phòng tập thể dục. Thứ ba đó chính là sinh tố dưa leo và dưa hấu. Ăn các loại rau củ cũng như là hoa quả vừa giúp chúng ta cung cấp bổ sung được các dưỡng chất cần thiết, đồng thời còn khiến cho da của chúng ta luôn được căng bóng trẻ trung hơn. Và đây cũng là một trong những loại sinh tố đã được chứng minh rằng có công dụng giúp giảm cân, giữ dáng đẹp da vô cùng hiệu quả. Loại sinh tố này giúp giữ nước trong cơ thể của bạn. Đồng thời, dưa chuột và dưa hấu chứa rất nhiều nước, Chúng là combo nguyên liệu làm sinh tố hoàn hảo phù hợp với mong muốn mỏng hơn của bạn. Hãy nhớ thêm vào một vài cốc sữa chua lên men với 15 đến 20 lần các chế phẩm sinh học được tìm thấy trong sữa chua. Chúng giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn luôn ở trong trạng thái tốt nhất. 4. Sinh tố quế và bí đỏ. Loại sinh tố này thì không chỉ giúp bạn giảm cân tốt mà còn là một trong những loại sinh tố giúp hạn chế cơn thèm ăn của bạn. Quế trong thức uống này có liên quan đến việc kiểm soát lượng đường trong máu, khiến bạn không thèm ăn tinh bột và đường. Mặc dù sự kết hợp của quế và chiết xuất vani làm cho hương vị smoothie này nó như có đầy đủ calo và đường, loại sinh tố này cũng được xem như là vừa cung cấp chất dinh dưỡng, đồng thời còn giảm cân và giữ dáng vô cùng hiệu quả. Thứ năm, sinh tố việt quất dừa. Việt quất thì đã được biết đến là một trong những loại quả vô cùng hiệu quả trong việc là giúp giữ dáng cho cơ thể, đồng thời khiến cho chúng ta có một làn da đẹp hơn, cũng như việc là nó chống oxy hóa vô cùng tốt. Hay dừa còn được biết đến là có chất béo bão hòa vô cùng tốt cho cơ thể. Và khi chúng ta kết hợp hai loại nguyên liệu này với nhau, chúng ta có được một loại sinh tố vô cùng tốt để vừa giảm cân, giữ dáng lại còn đẹp da. Thức uống màu tím này chứa dừa và nó cung cấp cho bạn một loại chất béo bão hòa thực sự giúp bạn đốt cháy năng lượng. Đồng thời các loại quả mọng giàu chất xơ trong đó thỏa mãn sự thèm ngọt của bạn cũng như giữ cho bạn luôn có cảm giác no bụng. Và bằng cách cho nước dừa vào trong sữa hoặc sữa đậu nành, bạn giảm được lượng calo chính trong cơ thể của mình. Và cuối cùng, đó chính là sinh tố dâu cà phê. Đây chính là một trong những loại sinh tố được rất nhiều người yêu thích nhất trong danh sách những loại sinh tố mà Kiều Anh chia sẻ tới cho các bạn trong video ngày hôm nay. Bởi bên cạnh việc giải khát, cung cấp đầy đủ các nước, các chất điện giải cho cơ thể, loại sinh tố này còn giúp cho chúng ta giảm cân vô cùng hiệu quả. Loại sinh tố màu hồng này chứa chất thay thế một loại sữa thường bị thiếu trong cuộc sống của bạn, hay còn gọi là sữa gạo. Chất lỏng có hàm lượng calo thấp, có hương vị ngọt nhẹ và là chất bổ sung hoàn hảo cho dâu tây. Đây là một loại thức uống trước khi luyện tập vô cùng lý tưởng để giúp giảm cân cũng như giữ dáng. Vừa rồi là những loại sinh tố mà bạn nên thử để tốt cho quá trình chúng ta luyện tập hay tốt cho quá trình giảm cân của bạn. Và hy vọng với những loại sinh tố mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn sẽ áp dụng vào trong chế độ ăn uống của mình để có một cơ thể săn chắc hơn nhất là khi mà đã gần đến Tết Nguyên Đán cũng như là khi mà Tết đã đi qua rồi chúng ta cần phải giảm cân và giữ dáng và hy vọng video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích chúc các bạn có một vóc dáng hoàn hảo một sức khỏe dồi dào bình an Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về sức khỏe thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết đừng quên đăng ký kênh nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.